Quý vị thân mến, mùa xuân năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng thì một bộ phận ngụy quân, ngụy quyền chạy ra nước ngoài và được các tổ chức đặc biệt của nước ngoài hậu thuẫn, giúp đỡ hình thành các cứ điểm người Việt lưu vong chống phá cách mạng Việt Nam. Trong video này, mời quý vị cùng chúng tôi cùng điểm lại một vài chuyên án điển hình vô cùng nguy hiểm sau giải phóng. Những vụ án phản động của những kẻ lưu vong hải ngoại sau giải phóng. Trước đó, Mỹ đã tiên liệu ngày sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn sớm muộn rồi cũng sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch cho hậu chiến. Kế hoạch này gồm có 6 điểm chính là bao vây, cấm vận, cô lập Việt Nam, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, khuyến khích di tản vượt biên sang Mỹ để tập hợp lực lượng chống phá lâu dài, tuyển chọn, huấn luyện, cài cắm gián điệp, hậu thuẫn cho thế lực phản động trong nước, tập hợp tay sai chế độ cũ, tuyển chọn, huấn luyện vũ trang người Việt lưu vong, tổ chức xâm nhập, thực hiện ý đồ, ngoài đánh vào, trong nổi dậy, xây dựng căn cứ bàn đạp chiến lược ở nước gần Việt Nam để hỗ trợ bọn phản động lưu vong. Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều sĩ quan cao cấp trong chính quyền Sài Gòn đã bỏ chạy ra nước ngoài. Vốn có thâm thù với cách mạng lại được bọn đế quốc và phản động quốc tế giúp đỡ, nhiều tên đã đứng ra lập các tổ chức phản động lưu vong để xin viện trợ nước ngoài, tiến hành các hoạt động phá hoại, lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện kế hoạch, ngay từ đầu tháng 3 năm 1975, hai con bài là Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy, sĩ quan không quân ngụy lưu vong tại Pháp đã về Sài Gòn để vận động Nguyễn Văn Thiệu cho Trần Văn Hữu tham gia chính quyền, hòng cứu vãn chế độ tay sai. Tuy nhiên, chiến trường miền Nam chuyển biến quá mau lẹ nên âm mưu của chúng không thành. Trong thời gian ở Sài Gòn, Túy và Hạnh đã móc nối với một số đầu sỏ ngụy quân ngụy quyền, đảng phái phản động để tập hợp lực lượng chờ thời cơ. Trước ngày 30 tháng 4, Túy và Hạnh đã trở lại Pháp, thành lập cái gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Với sự hỗ trợ của các thế lực thù địch, Lê Quốc Túy được sử dụng một hải cảng, một đảo nhỏ ở nước ngoài để làm căn cứ tập kết. Túy cũng đã lập tổng hành dinh cùng hai mật cứ tại nước ngoài. Hai mật cứ của Túy có đủ điều kiện để đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hành quân, biên chế thành các phân đội nhỏ và được trang bị khá đầy đủ. Cuối năm 1980, Lê Quốc Túy tổ chức cho nhóm biệt kích phản động đầu tiên xâm nhập Việt Nam, gồm 23 tên. Theo kế hoạch, chúng đi bằng đường bộ qua Campuchia rồi xâm nhập vào tỉnh An Giang. Toán biệt kích đã bị ta phát hiện, truy lùng và bắt sống gần hết. Trung tuần tháng 5 năm 1981, Túy lại tiếp tục tung nhóm biệt kích thứ hai về Việt Nam gồm 10 tên đi bằng đường biển với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Trong 2 ngày truy lùng, ta đã tóm được 9 tên cùng với hơn 3,5 tấn vũ khí trang bị. Tên nhóm trưởng do ngoan cố chống cự nên bị tiêu diệt. Qua đấu tranh, nhóm biệt kích đã khai ra toàn bộ kế hoạch đột nhập của chúng, âm mưu, mật thư, ký ám hiệu liên lạc với các đối tượng trong nội địa. Từ những thông tin này, ta mở tiếp kế hoạch chống lại địch mang bí số CM12. Ròng rã 3 năm thực hiện kế hoạch, ta đã chặn đứng 17 toán biệt kích xâm nhập vào nội địa, bắt và tiêu diệt hàng trăm tên. Trong số những tên bị bắt có cả Mai Văn Hạnh. Ta thu được hàng trăm tấn vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh, phá tan hàng chục tổ chức phản động trong nước. Thắng lợi của kế hoạch CM12 đã làm thất bại một phần chiến lược phá hoại nhiều mặt của địch đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời làm phá sản toàn bộ âm mưu tập hợp bọn phản động lưu vong, huấn luyện vũ trang, xâm nhập từ bên ngoài vào để làm hậu thuẫn cho bên trong của các thế lực thù địch. Qua công tác nắm tình hình, Công an Việt Nam nắm được trong số các tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài có tổ chức Mặt trận Quốc gia Giải phóng Việt Nam do Hoàng Cơ Minh cầm đầu. Hoàng Cơ Minh vốn là phó đô đốc hải quân ngụy, sau ngày 30 tháng 4 đi sống lưu vong ở Mỹ. Ngày 30 tháng 4 năm 1980, tại miền Nam bang California, Hoàng Cơ Minh cùng một số sĩ quan trong quân đội Sài Gòn cũ lập ra Mặt trận Quốc gia Giải phóng Việt Nam với sự tài trợ của tình báo Mỹ. Để thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền ở Việt Nam, chúng vạch ra chương trình hoạt động gồm 5 giai đoạn, kết thúc bằng việc đồng loạt nổi dậy lật đổ chính quyền cách mạng. Từ năm 1981, Hoàng Cơ Minh lập căn cứ tại một điểm gần biên giới Thái Lan, Lào, thuộc huyện Buttarik, tỉnh Udon. Tại đây, chúng xây dựng 4 căn cứ và lập 14 tiền đồn chung quanh, gọi là chiến khu quốc nội của kháng chiến quân Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Minh đặt tổng hành dinh tại Bangkok, y cho tay chân vào các trại tị nạn người Việt trên đất Thái tuyên truyền dụ dỗ và lôi kéo, tuyển mộ người đưa về căn cứ để huấn luyện.
Trong vòng 3 năm từ 1983 đến 1985, chúng đã tuyển được 200 tên và lập thành 4 quyết đoàn mang bí số 7684, 7685, 7686, 7687. Mỗi quyết đoàn có khoảng 40 đến 50 tên. Dưới quyết đoàn thì có dân đoàn, mỗi dân đoàn thì có khoảng 12 đến 15 tên. Ngày 27 tháng 12 năm 1983, Hoàng Cơ Minh đã lập ra một đài phát thanh tiếng Việt gọi là Việt Nam Kháng Chiến, mỗi ngày phát 5 lần. Từ tháng 11 năm 1986, đài này đã chuyển sâu vào đất Thái Lan trước khi chúng tổ chức các cuộc hành quân xâm nhập Việt Nam. Chúng xuất bản tại Mỹ tờ báo Kháng Chiến bằng tiếng Việt và cho phát hành ở nhiều nước phương Tây. Trong những năm 1982-1983, từ Mỹ, Canada qua đường bưu điện quốc tế, chúng đã gửi rất nhiều tài liệu có nội dung phản động về các tỉnh phía Nam của nước ta, hòng tác động trong nhân dân và kích động bọn phản động trong nước nổi dậy chống đối chính quyền, chuẩn bị cho các cuộc xâm nhập của chúng về nước. Thực hiện cuộc hành quân Đông Tiến 1, vào sáng ngày 15 tháng 5 năm 86, Dương Văn Tư, tư lệnh lực lượng vũ trang chỉ huy toán thứ nhất, bao gồm 51 tên đã xâm nhập Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 năm 1986, chúng vượt biên giới Campuchia vào nước ta thì bị bộ đội biên phòng Việt Nam bắt 4 tên, bộ đội Lào và Campuchia bắt 5 tên. Dương Văn Tư và số còn lại bị tiêu diệt. Cuộc hành quân Đông Tiến 1 bị đập tan. Ngày 1 tháng 12 năm 1986, Hoàng Cơ Minh phát lệnh hành quân mang tên Đông Tiến 2 và đích thân chỉ huy, huy động toàn bộ bộ chỉ huy và 3 quyết đoàn còn lại là vào khoảng 150 tên để xâm nhập Việt Nam qua biên giới Thái Lan-Lào. Khi chúng chuẩn bị vượt sông Mekong thì bộ đội Lào và bộ đội tình nguyện Việt Nam đã bắn chặn dữ dội, buộc phải quay trở lại căn cứ. Đến ngày 7 tháng 7 năm 1987, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn tiếp tục thực hiện Đông Tiến 3 xâm nhập Việt Nam. Mục tiêu của chúng là xâm nhập Tây Nguyên, xây dựng căn cứ rồi tung lực lượng ra các vùng khác, mở rộng địa bàn hoạt động. Đêm ngày 11 tháng 7 năm 1987, chúng đã vượt sông Mekong vào đất Lào. Sau gần 20 ngày, chúng đã tiến gần đến biên giới Việt Nam, nhưng chúng chưa kịp vào đất ta thì đã bị quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Lào bao vây, tiến công 15 trận. Trận đánh cuối cùng là ngày 28 tháng 8, Hoàng Cơ Minh đã bỏ xác trong đám loạn quân. Ta đã đập tan cuộc hành quân Đông Tiến 2 của chúng. Đến cuối năm 1987, lực lượng phản động Hoàng Cơ Minh cơ bản đã bị tan rã. Trong số 15 tên chạy sang đất Thái Lan, có Đào Bá Kế, tức Trần Quang Đô. Thấy chủ tướng bị chết, y đã đứng ra tập hợp và chỉ huy số tàn quân, rời căn cứ vào sâu trong đất Thái Lan khoảng 20 km, tiếp tục tuyển mộ lực lượng, chuẩn bị thực hiện cuộc hành quân Đông Tiến 3. Ngày 22 tháng 8 năm 1989, Đô chỉ huy 2 quyết đoàn gồm 68 tên tiến hành vũ trang xâm nhập Việt Nam, thực hiện cuộc hành quân Đông Tiến 3. Chúng được trang bị 4 khẩu B-40, 14 khẩu M-72, 57 khẩu súng AK, 6 khẩu súng ngắn và rất nhiều phương tiện thông tin hiện đại. Theo kế hoạch, chúng sẽ xâm nhập vào các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum để xây dựng các căn cứ tạm, sau đó phát triển lực lượng xuống đồng bằng sông Cửu Long, tiến hành phá hoại một số mục tiêu kinh tế quan trọng như nhà máy, cầu cống, đường xe lửa, thu thập tin tức gửi ra nước ngoài. Vào đất Lào chưa được một tuần, chúng đã bị quân và dân Lào phát hiện, bị pháo kích và truy bắt, không liên lạc được với căn cứ. Do bị truy kích liên tục, lại bị đói khát, nên ngày 19 tháng 9 năm 1989 chúng buộc phải ra hàng. Như vậy, quân và dân Lào phối hợp với bộ đội tình nguyện và công an Việt Nam đã phát hiện và tiêu diệt bắt những toán biệt kích khi chúng chưa kịp xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam. Số đối tượng bị bắt trong cả 3 đợt đã bị đưa ra truy tố trước pháp luật và bị Tòa án Nhân dân xử phạt thích đáng. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của quân và dân ta đã xóa sổ chế độ thực dân, đế quốc, giành thắng lợi, tạo nên mốc son lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, non sông quy về một mối. Toàn đảng, toàn dân ta dốc lòng khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước ta ngày càng đổi mới và phát triển trên mọi mặt đời sống xã hội. Song các thế lực thù địch chưa từ bỏ mưu đồ đen tối là lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng việc đẩy mạnh hoạt động diễn biến hòa bình, đặc biệt là diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chống Việt Nam. Vụ án gián điệp có bí số N do Công an thành phố Hồ Chí Minh xác lập đấu tranh có thể coi là đặc trưng của cơ quan an ninh Việt Nam chống lại âm mưu thâm độc đó. Những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, qua công tác trinh sát, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một số văn nghệ sĩ thuộc chế độ cũ sau khi đi học tập cải tạo về có dấu hiệu hoạt động phản cách mạng,
biểu hiện trong sáng tác, in ấn những tác phẩm văn học, nghệ thuật, trao đổi quan hệ thư tín, tiền, hàng với các cá nhân và tổ chức phản động ở nước ngoài. Ngày 20 tháng 3 năm 1984, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục An ninh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập kế hoạch đấu tranh với hoạt động trên lấy bí số N. Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu là Trần Tam Tiệp, Tổng thư ký Trung tâm Văn bút Việt Nam Hải ngoại, nằm trong Trung tâm Văn bút Quốc tế, trụ sở đóng tại Cộng hòa Pháp. Tiệp đã tìm cách móc nối một số văn nghệ sĩ có tư tưởng bất mãn chống đối ở Việt Nam, tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Trần Tam Tiệp sinh quán tại Thái Bình, trước ngày giải phóng miền Nam là trung tá không quân của chế độ Việt Nam Cộng hòa, hoạt động trong bộ máy chiến tranh chính trị, kiêm phụ trách tờ báo Lý tưởng của Bộ Tư lệnh Không quân. Năm 1975, Tiệp di tản sang Pháp. Sau khi móc nối tập hợp được một số văn nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt hải ngoại tại các nước Mỹ, Pháp, Canada, Bỉ, năm 1978, Tiệp đã thao túng để được Tổ chức Văn bút Việt Nam Hải ngoại bầu anh ta làm Tổng thư ký. Đối tượng chủ chốt trong nước là Dương Hùng Cường, bạn của Tiệp, nguyên là Trung úy Không quân Sài Gòn, trưởng ban biên soạn và thuyết trình viên chiến tranh chính trị, một nhà báo, nhà văn chống cộng khét tiếng một thời. Cường biết địa chỉ của Tiệp tại Paris và thường xuyên liên lạc với Tiệp, đồng thời thông báo cho một số văn nghệ sĩ trong nước liên lạc trực tiếp với Tiệp. Để tạo đường dây liên lạc an toàn giữa Vãn bút Việt Nam hải ngoại và một số văn nghệ sĩ phản động trong nước, Tiệp đã móc nối với Nguyễn Thị Nhờ, một nhân viên văn phòng ngoại dịch của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, dùng tiền, tình để quyến rũ, xây dựng Nhờ thành cơ sở bí mật, đường dây liên lạc chuyển ra tài liệu phản động an toàn nhất. Với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, những gói bưu phẩm từ Sài Gòn gửi sang Paris cho Tiệp thông qua kiểm tra hải quan đều hợp pháp và được chuyển vào kho, chờ hôm sau chuyển lên máy bay. Đêm, Nhờ bí mật mở bưu phẩm tuôn tài liệu vào. Đó là những sáng tác văn học có nội dung chống chế độ, những tài liệu bịa đặt xuyên tạc tình hình đất nước. Nó sẽ trở thành vũ khí nguy hiểm để các thế lực thù địch bên ngoài sử dụng vào các chiến dịch phản tuyên truyền và vu cáo Việt Nam. Chiều ngược lại, khi những thùng bưu phẩm từ Pháp gửi về, ngay đêm đầu tiên còn ở trong kho bưu điện, Nhờ lại bí mật khéo léo mở bưu phẩm rút hết thư từ, tài liệu, sách báo có nội dung phản động và chuyển giao trực tiếp cho từng đối tượng. Ngày hôm sau, khách tới nhận quà, mở bưu phẩm ra, toàn là đồ hộp Pháp, thuốc Tây, vải vóc, mỹ phẩm. Quả là một kế hoạch xóa dấu vết hoàn hảo. Vì lẽ đó mà nhiều năm sau giải phóng, cơ quan an ninh cả nước đã tiến hành mọi biện pháp nhằm ngăn chặn tài liệu, sách báo có nội dung phản động đồi trụy xâm nhập vào Việt Nam. Vậy mà, đó đây, đặc biệt là tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vẫn xuất hiện những tờ báo vô cùng độc hại, sặc mùi chống cộng như là báo Trắng Đen, Văn Nghệ Tiền Phong, Lửa Việt, Nhân Bản, Nhân Chứng, v.v. Và kỳ lạ hơn, nhiều vụ việc mới xảy ra trong nước mà bên ngoài báo chí phản động đã loan tin với nội dung thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc. Mặc dù lúc đó Việt Nam chưa có điện thoại di động và Internet. Để khuyến khích bọn phản động trong nước hoạt động, Tiệp tăng cường tài trợ bằng cách gửi tiền, hàng dưới dạng quà biếu với nhiều địa chỉ khác nhau do từng người. Ai gửi nhiều tin, nhiều bài được Tiệp tài trợ nhiều hơn. Ngoài ra, Tiệp còn chỉ đạo một số đối tượng học đánh máy cả tiếng Anh và Pháp văn để đưa sang Pháp làm việc cho đài phát thanh phản động. Tiệp đã hướng dẫn những quy ước riêng về liên lạc thư tín, lập đường dây chuyển ngân lậu về nước. Qua điều tra, lực lượng an ninh xác định Văn bút Việt Nam hải ngoại mà chủ cho là Trần Tam Tiệp đã 72 lần chuyển tiền và hàng cho các đối tượng trong nước, trong đó thông qua đường dây của Nhờ là 48 lần, 15 lần bằng đường bưu điện công khai, 9 lần thông qua Việt Kiều về nước. Mỗi thùng hàng gửi đều có tài liệu, thư từ, sách báo đồi trụy phản động kèm theo. Căn cứ kết quả công tác điều tra và chứng cứ thu thập được, ban chuyên án quyết định phá án sớm để ngăn chặn số văn nghệ sĩ này mở rộng hoạt động trong nước, móc nối với các đối tượng trong một số tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam, gây phiền hà cho ta trên lĩnh vực tuyên truyền đối ngoại. Ngày 25 tháng 5 năm 1984, Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định phá án, bắt 5 đối tượng, khám xét nơi ở của họ, ta thu được nhiều tác phẩm và tài liệu có nội dung phản động do Tiệp gửi về. Riêng tại một địa chỉ trên đường Điện Biên Phủ, các phương tiện in ấn, các báo cáo về tin tức, tình báo cùng một số tác phẩm có nội dung phản động do các đối tượng trong vụ án sáng tác, thu thập, chuẩn bị gửi ra nước ngoài cũng đã được cơ quan điều tra thu giữ kịp thời. Tại trại giam, các bị can tiếp tục liên lạc với các đối tượng bên ngoài bằng thủ đoạn
châm kim thành chữ trên các túi ni lông đựng kẹo rồi chuyển ra ngoài sau mỗi lần tiếp tế thăm nuôi. Hoạt động trên cũng đã bị ta phát hiện và vô hiệu hóa. Nhằm vạch trần âm mưu của bọn phản động lưu vong, bọn gián điệp lâm thời câu kết với các phần tử phản động trong văn nghệ sĩ trí thức cũ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, đề nghị truy tố 11 đối tượng. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử, người chịu mức án cao nhất là 8 năm tù giam, số còn lại tùy mức độ nặng nhẹ chịu hình phạt thích đáng. Bóc mẽ các tổ chức phản động, Mặt trận Phục quốc cứu nguy dân tộc. Mặt trận Phục quốc cứu nguy dân tộc là tổ chức phản động do Hoàng Ngọc Hạnh ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cầm đầu. Theo tài liệu, với bản chất chống phá cách mạng, Hoàng Ngọc Hạnh đã tập hợp các lực lượng lập thành tổ chức Mặt trận Phục quốc cứu nguy dân tộc, bao gồm các đối tượng là Ngụy Quân, Ngụy Quyền, một số tên phản động để thực hiện âm mưu phản động nhằm lập đổ chính quyền. Để che giấu tung tích, Hạnh đã đổi tên thành Huỳnh Văn Tiết, tức Sáu Bình, tiến hành các hoạt động vũ trang, gây bạo loạn, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị bắt giữ. Tháng 1 năm 1977, sau khi kế hoạch bị bại lộ, đồng bọn của Hạnh bị bắt giữ, Hạnh lại cùng gia đình bỏ trốn về thôn Bình Sơn, xã Văn Hải, huyện Ninh Hải, nay thuộc thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Nhờ Trần Kháng là bạn với con trai của Hạnh cam kết với chính quyền địa phương để xin cho Hạnh tạm trú. Sau đó y làm thủ tục xin đăng ký nhập khẩu, lấy tên là Nguyễn Công Minh, còn gọi là Thầy Tư, và tiếp tục nhen nhóm tổ chức Mặt trận Phục quốc cứu nguy dân tộc. Tại thôn Bình Sơn, Hạnh đã nhiều lần gặp các tên Trần Khá, Cao Tứ, Ngô Khoán, Tống Dậu, Thái Hân, Nguyễn Chính, Đỗ Tấn để tuyên truyền phản cách mạng và lôi kéo đồng bọn tham gia tổ chức. Mỗi lần gặp đồng bọn, Hạnh lại lợi dụng những khó khăn của ta sau ngày giải phóng để kích động, và y còn dựng lên chuyện các tướng lĩnh của chế độ cũ đã thành lập một chính phủ lưu vong ở hải ngoại. Lực lượng này đã phát triển ở khắp các tỉnh miền Nam, có quân đội, trên rừng, chờ lệnh tấn công để lật đổ chính quyền cách mạng. Hạnh cho biết y được giao nhiệm vụ tổ chức bộ máy hành chính các cấp tại địa phương, tạo chân rết để chờ lực lượng quân đội của chúng phối hợp cướp chính quyền. Trong lúc Hoàng Ngọc Hạnh và đồng bọn giáo giết hoạt động thì bị cơ quan công an bắt giữ 17 tên, thu hồi nhiều tài liệu phản động gồm danh sách tổ chức phản động, 40 tờ truyền đơn phản cách mạng, 5 con dấu mang tên Mặt trận Phục quốc cứu nguy dân tộc, lời hiệu triệu. Kế hoạch thành lập tổ chức phản cách mạng do tên Hoàng Ngọc Hạnh cầm đầu đã bị ta phá vỡ. Các đối tượng trong nhóm tổ chức phản động đã phải nhận những bản án thích đáng. Đập tan tổ chức phản động, quân đội Cộng hòa, Phục quốc nội biên Việt Nam. Theo tài liệu, cuối năm 1989, đầu năm 1990, lợi dụng tình hình Đông Âu biến động, các thế lực thù địch tiến hành phản kích điên cuồng vào hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức tập hợp bọn phản động người Việt lưu vong, móc nối bọn phản động tại chỗ, hình thành tổ chức phối hợp hoạt động trong ngoài để lật đổ chính quyền cách mạng. Trước tình hình đó, một số tên Ngụy Quân, Ngụy Quyền không chịu cải tạo, giáo giết móc nối dựng lại tổ chức Cộng hòa Phục quốc ở một số tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ở phía Bắc, tỉnh Thuận Hải, nay là tỉnh Ninh Thuận, Ngụy Quân, Ngụy Quyền phản động đã móc nối gây dựng được một khung trung đoàn gồm 20 tên, lấy tên là Trung đoàn 227, do tên Nguyễn Văn Xuân được phong làm trung tá làm trung đoàn trưởng. Với âm mưu chống phá cách mạng, các đối tượng phản động đã xây dựng chính cương, điều lệ, có cờ, có dấu, có lời hiệu triệu và di chuyển mật khu về Cà Đú để thiết lập căn cứ. Trước tình hình này, tháng 4 năm 1990, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận quyết định xác lập ban chuyên án lấy tên là H490 do đồng chí Trần Hồng Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban. Bằng sự đấu tranh quyết liệt của ban chuyên án, tên cầm đầu là Trung tá Nguyễn Văn Xuân, Trung đoàn trưởng 227 đã xa lưới. Sau khi đấu tranh khai thác tên Xuân kết hợp với công tác trinh sát, ngày 20 tháng 4 năm 1990, ta tiếp tục bắt giữ các tên Vũ Bá Anh, tức Tèo, trưởng ban 5, Nguyễn Hiển, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Đến ngày 29 tháng 4 năm 1990, các tên còn lại trong tổ chức phản động Quân đội Cộng hòa Phục quốc nội biên Việt Nam đã lần lượt bị bắt giữ cùng tang vật là 40 tờ chứng chỉ tại ngũ, 18 tờ quyết nghị bổ nhiệm, 1 tờ nghị định thăng cấp, 1 tờ thông báo hiệu triệu kêu gọi đồng bào giúp đỡ khi lực lượng của chúng tiếp quản, con dấu của trung đoàn, vải để may cờ, v.v. Khi đưa ra xét xử, tên trùm Nguyễn Văn Xuân bị tuyên án tù chung thân, còn lại 150 tù dành cho 18 đối tượng khác trong tổ chức phản động này.
Quý vị thân mến, nói tóm lại, các tổ chức phản động do những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng cầm đầu được nuôi dưỡng bởi những đồng tiền lừa đảo, bất chính của một bộ phận cộng đồng người Việt ở hải ngoại đang bày ra đủ loại chiêu trò chống phá nhà nước và cuộc sống yên lành của nhân dân. Nhưng chắc chắn sẽ bị toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đánh bại hoàn toàn. Điều quan trọng là chúng ta cần vạch trần bộ mặt thật và những chiêu trò chống phá để nhân dân hiểu rõ, nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc phải các mưu đồ thâm độc, xảo quyệt của những kẻ phản bội lợi ích của dân tộc.